Trong video này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về các phép thử để xác định một chuỗi sẽ là hội tụ hay là phân kỳ. Và cái đầu tiên mình chuẩn bị làm đây có lẽ là cái cơ bản nhất và hy vọng sẽ là dễ hiểu nhất cho các bạn. Đó là phép thử tính phân kỳ. Phép thử này sẽ không giúp ta biết một chuỗi có hội tụ hay không, nhưng nó sẽ chắc chắn giúp ta biết một chuỗi có là phân kỳ hay không. Trước hết, để mình viết theo một ký hiệu toán học nhé. Và rồi chúng ta sẽ cùng xem qua ví dụ cụ thể. Phép thử tính phân kỳ giúp ta biết rằng nếu giới hạn của a thứ n khi n tiến tới vô cùng khác không thì chuỗi vô hạn từ n bằng 1 cho tới vô cùng của a thứ n sẽ là phân kỳ. Ta đã biết là phân kỳ nghĩa là gì, và tổng này sẽ hoặc là tiến tới dương vô cùng, hoặc sẽ là tiến tới âm vô cùng, hoặc nó cũng có thể chỉ dao động giữa các giá trị và không thực sự tiến về một tổng hay là một giá trị nào cả đâu các bạn. Đó là những gì phép thử tính phân kỳ cho mình biết. Và bạn có thể tự hỏi là, mình đã hiểu phép thử này rồi, thế nhưng nó thực sự có ích như thế nào? Để thấy được nó thực sự có ích như thế nào thì hãy cùng nhìn qua một ví dụ nhé, và xem thử bạn có thể xác định được nó sẽ phân kỳ hay là không. Giả sử mình có một chuỗi như thế này, sẽ là tổng từ n bằng 1 cho đến vô cùng. Thường thì n sẽ không nhất thiết bằng 1, nó có thể là bằng 5 hoặc là bằng 0. Điểm mấu chốt ở đây là một chuỗi vô hạn, nên ta sẽ quan tâm đến giới hạn khi n tiến tới vô cùng. Giả sử ta có tổng của 4n bình phương trừ cho n mũ 3 tất cả trên 7 trừ cho 3 n mũ 3. Với những gì ta biết về phép thử tính phân kỳ, bạn nghĩ chuỗi này sẽ là hội tụ hay là phân kỳ? Vâng, hãy nhìn ở đây. Mình đang lấy tổng, vậy nên đây sẽ là a thứ n. A thứ n nếu là mình muốn nó giống với định nghĩa hay là cách giải thích của phép thử tính phân kỳ. Bây giờ bạn hãy nghĩ về giới hạn của 4n bình phương trừ cho n mũ 3 trên 7 trừ 3 n mũ 3 khi n tiến tới vô cùng là gì? Vậy, mình khuyến khích các bạn tạm dừng video và suy nghĩ. Vâng, có một vài cách để suy nghĩ về nó. Một cách là nhìn xem khi n tiến tới vô cùng thì chỉ số hạn có số bậc cao nhất của tử và mẫu là thực sự quan trọng thôi. Sẽ là tiến tới âm n mũ 3 trên cho âm 3 n mũ 3. Nên nó sẽ là âm 1 trên âm 3 hay là dương 1 phần 3. Hay ta có thể nói theo một cách khác, một cách có hệ thống hơn. Thì giới hạn khi n tiến tới vô cùng, ta có thể chia cả tử và mẫu cho n mũ 3. Nên nếu ta chia cả tử và mẫu cho n mũ 3, số đầu tiên sẽ là 4 trên n trừ 1 trên tất cả trên cho 7 trên cho n mũ 3 trừ 3 trừ 3. Giờ nó rõ hơn đúng không? Giới hạn khi n tiến tới vô cùng sẽ là 0. Và ở đây cũng là 0. Nên bạn sẽ còn âm 1 trên âm 3 hay là dương 1 phần 3. Chú ý nhé, giới hạn của a thứ n khi n tiến tới vô cùng, trường hợp này không bằng 0 đâu. Nên tổng này hay là chuỗi vô hạn này sẽ là phân kỳ. Chuỗi này sẽ là phân kỳ. Giờ hãy nghĩ nhé, tại sao mình lại có điều này, tại sao nó lại có lý? Nên nhớ là bạn đang lấy tổng vô hạn. Bạn đang lấy một tổng vô hạn, thế nên cách duy nhất hay là một cách thích hợp nhất để một tổng có thể hội tụ tại một giá trị xác định đó là khi số hạn mà các bạn đang cộng thêm vào nhỏ dần đi, tương tự như là tiến tới không. Nên nếu n tiến tới vô cùng thì bạn sẽ không đi đi không giới hạn, hay nếu nó bằng 1/3 đi nữa thì với n rất lớn thì bạn chỉ đang cộng thêm các số hạn và chúng sẽ càng tiến gần tới 1/3 hơn. Và nếu bạn cộng vô số các số hạn 1/3 với nhau thì nó sẽ tiến tới vô cùng hay đi không giới hạn. Kết quả là bạn sẽ có phân kỳ đúng không? Để có một thứ gì đó hội tụ thì khi bạn lấy tổng vô hạn thì ở một thời điểm nào đó nó sẽ phải rất là gần gần không luôn. Nên nó tại thời điểm nào đó mà chúng không tiến gần đến không thì sẽ không có cách nào để chúng có thể hội tụ, nên nó sẽ phải phân kỳ. Nên hy vọng các bạn có thể hiểu.
Điều đó sẽ có cho các bạn một cách hiểu rõ ràng về phép thuật tính phân kỳ không thể làm gì. Phép thuật tính phân kỳ có thể được dùng để xác định một chuỗi có phân kỳ hay không, nhưng nếu một chuỗi giả sử là không vượt qua được phép thuật tính phân kỳ, hay mình có thể nói cái này là không đúng này, thì nó sẽ không đồng nghĩa với việc chuỗi đó sẽ hội tụ. Để mình cho bạn một ví dụ nhé. Cái này ở ngay đây, từ n vòng 1 đến vô cùng của 1 trên n, đây thực chất là một chuỗi điều hòa đấy các bạn. Nếu ta cố áp dụng thử phép thuật tính phân kỳ, vậy bạn nghĩ giới hạn khi n tiến tới vô cùng sẽ là gì? Vâng, nếu n tiến tới vô cùng thì cái này sẽ bằng không. Ta thấy nó có vẻ không thành công với phép thuật tính phân kỳ đúng không? Nên nếu chỉ sử dụng phép thuật tính phân kỳ, ta không thể chứng minh rằng chuỗi này sẽ là phân kỳ. Nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc nó không phân kỳ. Thực ra thì ta đã chứng minh điều này trong video, và nó thực sự là phân kỳ. Chuỗi này thực sự phân kỳ. Chỉ là phép thuật tính phân kỳ là không đủ. Nó không đủ để ta biết chắc là nó phân kỳ. Ta thấy một phép thuật so sánh và phép thuật tích phân đều có thể dùng được để chứng minh rằng chuỗi này thật ra là phân kỳ đấy. Bạn sẽ không thể biết được kết quả nếu cái này không đúng cho một chuỗi nào đó. Nếu giới hạn khi n tiến tới vô cùng bằng không, thì một chuỗi vẫn có thể là phân kỳ, và nó không nhất thiết phải là hội tụ đâu. Giờ, có những chuỗi hội tụ dù chúng tiến vào không, và nếu mình lấy tổng từ n bằng 1 tới vô cùng của 1 trên n bình phương, nếu mình thử dùng phép thuật tính phân kỳ, thì mình có giới hạn của 1 trên n bình phương khi n tiến tới vô cùng bằng không. Cái này sẽ rất lớn, còn cái này sẽ tiến tới không. Và một lần nữa, nó cũng không thành công với phép thuật tính phân kỳ. Chỉ với điều đó, bạn sẽ không chắc rằng chuỗi này sẽ hội tụ hay không. Nó cũng có thể phân kỳ đấy. Thế nên phép thuật tính phân kỳ sẽ là không đủ. Bây giờ mình có thể nói là chuỗi này hội tụ, và sẽ chứng minh điều đó trong những video tiếp theo. Chuỗi này là hội tụ. Nhưng không phải là vì nó không vượt qua phép thuật tính phân kỳ. Ta sẽ phải thử dùng một phép thuật khác để xác định rằng chuỗi này thực sự hội tụ, giống như ta dùng phép thuật khác để chứng minh là cái này là phân kỳ. Phép thuật tính phân kỳ có ích cho những chuỗi nào thực sự thành công với phép thuật đó. Và khi bạn tìm giới hạn của a thứ n khi n tiến về vô cùng là bằng không, sẽ giống với trường hợp ở đây này. Trường hợp này phép thuật có ích đấy, vì nó giúp mình kết luận rằng chuỗi này chắc chắn phân kỳ. Chuỗi này chắc chắn là phân kỳ.